quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 335, chương 2421, Thi Tộc Cấm Địa, phần 2. Bóng người kia đi đến bên đầm nước, cách một đạo kết giới vô hình, nhìn mỹ nữ đang ngồi trên ghế salon nửa ngày rồi mới nói: Lãnh Ngọc. Ánh mắt của Nhớ Lãnh Ngọc lúc này mới từ trong quyển sách rời đi, nhưng cũng không ngẩng nhìn, mà là nhìn qua một cái đế đèn trên vách đá đối diện, liền ngẩn người. Lãnh Ngọc, ta có tin nói với nàng. Hậu Khanh nhìn nàng dùng âm thanh êm ái nói, chỉ có thời điểm đối mặt với Nhuế Lãnh Ngọc, hắn mới có thể không tự chủ thu liễm lại khí thế quân lâm thiên hạ, dùng loại thái độ này để nói chuyện với nàng. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nhìn hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đã về sao? Quyển sách trên tay của nàng rơi trên mặt đất, người nàng đứng thẳng lên nhìn Hậu Khanh kinh ngạc, mặc dù trên mặt cực lực không làm ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt chớp động vẫn là tiết lộ nội tâm cực kỳ phức tạp của nàng. Ta biết nàng muốn hỏi gì. Hắn vẫn ổn như trước kia. Nhớ Lan Ngọc thở phào một cái. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng phục sinh. Khi trinh sát trở về nói cho ta biết thì là bọn họ đang ở cùng nhau. Nhớ Lan Ngọc nhìn hắn, ánh mắt trở nên có chút khinh miệt. Ta hiểu dụng tâm của ngươi nói lời này. Ngươi yên tâm, ta không nuốt lời đâu. Hậu Khanh nhìn nàng không nói gì cả. Nhớ Lãnh Ngọc ngơ ngác đứng một hồi, trở lại trên salon lẩm bẩm: Thành thân cần những nghi thức gì? Cần. Chỉ có thành thân ở trước mặt một đám bộ hạ, mọi người mới tin tưởng nàng thật sự gả cho ta, mới có thể đem nàng trở thành người một nhà. Nếu không, ta cũng không thể nào khiến cho mọi người tin chuyện này. Dù sao, ta còn cần bọn họ bán mạng cho mình. Nhớ Lãnh Ngọc hừ một tiếng. Đây là ý của nữ bạt sao? Hậu Khanh không đáp. Nàng muốn dùng hôn lễ để kiểm nghiệm thực tình của ta. Hậu Khanh gật đầu. Thế nhưng, nàng rõ ràng là thích ngươi. Tại sao cam tâm để ngươi cùng ta thành thân? Bởi vì nàng căn bản là không tin nàng sẽ gả cho ta. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn Hậu Khanh. Ngươi cũng không tin phải không? Ta đương nhiên tin chứ. Nhưng ngươi cũng biết lòng ta dành cho Thiếu Dương, vì sao ngươi lại tình nguyện cưới ta? Hậu Khanh mỉm cười. Đâu có quan hệ gì. Chúng ta tương lai có rất nhiều thời gian. Nàng cùng ta đi bên nhau, sẽ có một ngày nàng yêu ta. Khóe miệng của Nhuế Lãnh Ngọc kéo ra một nụ cười khổ. Nếu như ta một mực không thể nào yêu ngươi thì sao? Hậu Khanh lắc đầu. Sẽ không đâu. Ta rất tự tin. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa. À Ngốc, ngươi làm tất cả chuyện này cũng là vì bảo vệ ta. Ta biết. Cho nên cho dù ngươi là Cương Thi Vương, ta cũng không có hận ngươi. Ta hiện tại cũng không còn là pháp sư nhân gian. Thân phận của ta thậm chí không có bằng ngươi. Đối với ngươi, ta có lòng biết ơn. Nhưng ngươi phải biết, ta không thể nào yêu ngươi. Nếu như ngươi kiên trì cứ muốn cưới ta, ta đáp ứng. Nhưng đây bất quá là vì Thiếu Dương mà lợi dụng ngươi thôi. Ta phải nói với rõ với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý cứu ta, chính ngươi tự chịu hậu quả đâu. Hậu Khanh nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói lời từ đáy lòng,
chẳng những không có sinh tức giận mà ngược lại lại cảm động. Nàng nói với ta những điều này chứng minh vẫn coi ta là người một nhà, rất tốt. Nhưng lòng người sẽ thay đổi, ta xác định tương lai nàng sẽ yêu ta, cho nên ta nguyện ý cưới nàng về. Về phần tương lai có hậu quả gì không, cũng chỉ là một mình ta gánh chịu, nàng không cần gánh vác bất kỳ áp lực gì. Nhớ Lê Ngọc hướng hắn gật đầu nói, rất tốt. Đoạn đối thoại này đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần ít nhiều, chỉ ít giữa Hậu Khanh là cảm thấy như vậy. Hắn thở dài nói, nữ bạt không tin nàng thật sự sẽ gả cho ta, hơn nữa vì lợi ích của thi tộc, nàng tạm thời có thể làm phép để cho nàng tồn tại, nhưng có người lại không chịu nổi. Nhuế Lê Ngọc nhìn hắn, thi tộc có ba đại thủ lĩnh, ngoại trừ ta và nữ bạn còn có Doanh Câu. À, ta không biết quan hệ giữa ba người các ngươi. Ta và nữ bạn là phu thê từ thời viễn cổ, Doanh Câu là huynh đệ của ta, ta nói là thân huynh đệ. Ta và hắn đều là thi vương do nguyên thần của tướng thần hóa sinh mà ra, so với cốt nhục huynh đệ ở nhân gian còn thân hơn. Từ ngàn năm nay ba người chúng ta cùng trưởng quản thi tộc, chưa từng có mâu thuẫn. Nhưng Doanh Câu này tính cách ngang ngược, hỉ nộ vô thường, nếu như ta kế thừa sự tỉnh táo của tướng thần, vậy hắn chính là mặt đối lập. Hắn là người cực kỳ cuồng bạo, bất quá hắn cũng ẩn nhẫn rất lâu, đợi cho đến khi thi tộc quật khởi, bấy giờ hắn đang ở tiền tuyến giết địch, ta ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, lúc đầu phối hợp ăn ý, nhưng hiện tại chúng ta đã bắt đầu có những bất đồng rồi. Vì ta sao? Như Lê Ngọc thông minh ý thức được điều gì. Ở một phương diện là vì nàng, hắn và nữ bạn khác nhau, nữ bạn là do ghen tị hóa thân, nhưng nàng cũng hiểu được đại cục, chí ít là minh bạch tác dụng của nàng đối với thi tộc, cho nên dung hạ được. Doanh Cầu rất khác, hắn là do nỗi tức giận của tướng thần mà hóa thành, hắn là một người theo huyết thống thuần túy. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, đây là ta ở nhân gian đọc trong sách tìm được một từ. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng tồn tại, nàng ở cùng với ta hắn cũng không cho, bởi vì nàng không phải là cương thi. Trước đó ta cũng đàm phán với hắn nhưng vô dụng, cho nên là hắn muốn tới giết nàng đó. Nhuế Lê Ngọc nói, vậy trước đây vì sao hắn không có tới? Tâm tư của hắn một mực đặt ở trên chiến cuộc và giết chóc. Từ khi đại chiến bộc phát, hắn một mực ở tiền tuyến, hắn cảm thấy giết nàng bất quá chỉ là tiện tay. Nhưng gần đây chiến sự đã tạm dừng, hắn đã trở về. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn sang, cảm xúc rất bình thản. Người định như thế nào? Hậu Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng, đã tới vì sao không vào? Nhớ Lãnh Ngọc sững sờ, ngẩng đầu nhìn hang động đen kịt, hai đạo thân ảnh vô thanh vô thức đi tới, sau lưng còn có một người. Thân ảnh dần dần xuất hiện dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu. Nhuế Lê Ngọc định thần nhìn, một người là nữ bạt, một người khác là một nam tử sắc mặt đen kịt, tóc tai rối bời, mặc trên người một bộ chiến giáp màu bạc, ngực đeo một cái kính hộ tâm hình đầu sư tử, tạo hình rất khoa trương, vừa nhìn qua cho một cảm giác là tà ác sát thần mà ngày xưa đã từng thấy trong những game vậy. Hai con mắt của hắn nhìn thẳng, không biết nguyên nhân là do khí chất hay là dung mạo, vừa nhìn qua thì hết sức hung tàn, như là một con sói vậy. Nam tử này tiến vào động, lên làm càn, dùng ánh mắt chừng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng không phải là loại ánh mắt của sắc lang, mà giống như đang đánh giá một con mồi mỹ vị vậy. Loại ánh mắt này khiến cho toàn thân Lãnh Ngọc không thoải mái. Cũng may Hậu Khanh kịp thời chặn lại ánh mắt, hò nhẹ một tiếng, giới thiệu cho các ngươi, Lãnh Ngọc, đây là đại ca Doanh Câu. Vị này là hôn thê của ta, là đệ muội của người đó, Doanh Câu. Doanh Câu, nguyên lai đây chính là người đầu tiên trong tam đại thi vương, Doanh Câu. Trong truyền thuyết của nhân gian, pháp thuật giới và dân gian,
Tam đại thi vương bấy giờ cũng xuất hiện trước mặt mình. Nhớ Lãnh Ngọc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất là xa lạ. Chương 2422, Thi tộc cấm địa phần 3. Vị hôn thê của ngươi. Hôn thê của ngươi. Doanh Câu đột nhiên cười lên ha ha, trong âm thanh khàn khàn lại như rít lên, nghe hết sức cổ quái. Bước hai bước nghiêng đầu liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ta làm sao nghe nói nàng là vị hôn thê của nhân gian pháp sư Diệp Thiếu Dương. Doanh Câu nhìn sang, Hậu Khanh biết hắn là đến đây để gây chuyện cho nên cũng không để ý. Nhìn bóng người gù lưng đứng đằng sau bọn họ, dùng âm thanh uy nghiêm nói. Tới đây. Bóng người kia kinh sợ, từ sau lưng của Nữ Bạt và Doanh Câu đi tới, phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Là người dẫn bọn hắn tới. Trần chủ, là thượng phụ cùng thanh nữ hỏi thăm tin tức của thuộc hạ. Về trần chủ, thuộc hạ không dám giấu. Tam đại thi vương đều được bọn cương thi xưng hô thống nhất là chủ thượng, nhưng để phân biệt khác nhau, Hậu Khanh xưng hô là chân chủ, Doanh Câu kêu là thượng phụ, Nữ Bạt là thánh nữ. Nhuế Lanh Ngọc vẫn là lần đầu tiên biết loại xưng hô này, trong lòng thầm suy nghĩ một chút. Ba xưng hô này đều cực kỳ tôn quý, thật đúng là không phân cao thấp trên dưới. Doanh Câu nói, đừng có trách hắn, không có hắn thì chúng ta vào không được động phủ này của người à. Hậu Khanh không để ý, nói với cương thi kia, ngươi là người duy nhất ở bên cạnh ta có thể vào động phủ này. Đây là tín nhiệm lớn lao. Bây giờ ngươi lại phụ lòng tin của ta sao? Cương thi kia sợ run, không dám nói lên lời. Ngươi tự đi huyết trì đi. Hậu Khanh thản nhiên nói ra trừng phạt. Trong lòng của Nhuế Lãnh Ngọc giật mình. Hắn từng nghe Hậu Khanh nói bên trong Hắc Ám Xâm Lâm có một huyết trì được xưng là Thi Linh Chi Nguyên, là suối nguồn hình thành lên cương thi, là nhân gian cương thi đa số chỉ là bị chiếm thi độc chứ không phải là chọc khí tạo ra. Thi tộc đại quân là không ngừng từ nơi này ra đời. Nếu như có cương thi phạm sai lầm liền ném vào huyết trì, không khác nào là nấu lại trùng tạo. Thần niệm vẫn còn nhưng nhục thân và tu vi đã tu luyện cũng mất, mấy trăm năm sau mới có thể một lần nữa sinh ra thân thể, tựa như là sinh linh khi mà hồn phi phách tán. Đây là một cục diện thảm thiết nhất. Cũng bởi vì mang hai lão đại tới tìm hắn liền bị một câu của Hậu Khanh quyết định sinh tử, Nhuế Lanh Ngọc cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù nàng cũng nhìn ra được Hậu Khanh làm như vậy là xem đem bất mãn đối với Doanh Câu phát tiết trên cương thi xui xẻo kia, nhưng dù sao cũng là thủ hạ thân cận, làm như vậy thật sự là có chút tàn nhẫn. Bất quá cương thi kia căn bản là không có ý phản bác, giống như là thần tử thời cổ đại được ban hình, còn định cảm tạ chủ thượng ân đức rồi sau đó quay người rời đi. Doanh Câu và Nữ Bạt cũng không nhìn, cũng không có vì cương thi kia mà biện hộ, phảng phất chuyện này hoàn toàn không có liên quan với bọn họ. Doanh Câu xong việc nhìn qua Hậu Khanh rồi nói, ta nghe nói Diệp Thiếu Dương đã trở về, vì sao ngươi còn không thả nàng đi? Đại ca, ngươi đang nói viển vông. Nàng là hôn thê của ta, sao ta phải thả nàng đi? Doanh Câu cười lạnh. Hậu Khanh, ngươi quên ngươi là ai sao? Ngươi là tồn tại tôn quý nhất trong thi tộc. Ngươi cưới một nhân gian nữ tử thì làm sao mà phục chúng? Quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng. Lại nói, ngươi tính tàng muội ra làm sao đây? Hậu Khanh nhìn Nữ Bạt. Nàng cũng là ý tứ này. Nữ Bạt đáp, ta không có ý kiến gì cả. Sau đó thập phần độc đoán nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, Hậu Khanh tiếp tục, ta biết người nghĩ như thế nào. Bất quá những sự tình này ta cùng ngươi tương lai sẽ nói. Ánh mắt nhìn lên người của Doanh Câu. Đại ca, ngươi cũng đừng quên nàng là chuyển thế quỷ đồng. Nàng ở đây đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. Bây giờ chiến sự chưa sáng tỏ, tương lai
ai chìm ai nổi, hết thảy chưa định. Ta làm vậy cũng là phòng ngừa chu đáo, vì tiền đồ của thi tộc mà chuẩn bị sẵn sàng. Doanh Cầu khoát tay áo hung tợn nói: Ngươi đừng nói với ta những lời này. Ta cho ngàn năm, chính là vì một ngày này trên chiến trường giết sạch những kẻ được gọi là tù sĩ, hút khô huyết nhục của bọn họ. Những thứ khác ta không quan tâm, nhưng ngươi là vương giả, không thể cưới nữ tử nhân gian, nếu không ta sẽ giết nàng. Hậu Khanh đáp: Ta cưới ai không cần phải xin phép bất kỳ ai cả. Doanh Câu đột nhiên xông lên, năm ngón tay ở trên cái đại trở nên dài nhỏ như là thú chảo, cắm vào phần bụng của Hậu Khanh mà ngoáy mạnh: Ta là đại ca của ngươi, sự tình của ngươi ta làm chủ. Ta muốn ngươi không lấy nàng, ngươi không thể cưới được. Đột nhiên nắm tay rút ra, ở trên là một mảnh máu me đầm đìa, hướng Hậu Khanh hung tợn giơ nắm đấm: Ngươi kiên trì, ta sẽ giết nàng đó. Hậu Khanh đưa tay cào một cái lên mặt của hắn, để lại mấy vệt máu. Chuyện này ta sẽ xử lý, không nói đến điều này. Bây giờ Thanh Minh Giới, Liên Minh đã tập kết ở Thanh Minh Giới, dự định ở Vân Cốc đoạt lại địa bàn đã mất. Ở Vân Cốc ta đã mai phục tinh binh, nhưng một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Lê Sơn Lão Mẫu và Điêu Quang Tiên Tử cùng với các xiển giáo kim tiên sẽ tham chiến. Lần chiến này ta cần đại ca ngươi phải tự mình giữ trận. Không phải ngươi đã sớm nhớ thương Diêu Quang Tiên Tử sao? À, là tiểu nương môn à. Doanh Câu liếm môi, lập tức chảy nước miếng. Huyết nhục của nàng nhất định là rất non mềm, ta đã thèm lắm rồi. Lần này ta muốn trước mặt những kẻ đó mà sống nàng. Hậu Khanh nói: Nói là như vậy, nhưng phải cẩn thận. Hết thảy đã có ta tính toán, nhưng ngươi không được cậy mạnh. Dễ nói, dễ nói. Theo những người phân phó, ta chỉ cần đốc chiến đó. Nhắc đến chiến đấu, Doanh Câu thập phần phục tùng Hậu Khanh an bài. Hắn vừa rồi dường như là hai người khác. Nhớ Lê Ngọc ở một bên nhìn đôi huynh đệ này cũng mà khó hiểu. Nàng không biết huynh đệ này kỳ thật là phân công rất rõ ràng, cũng không có phân chia thứ nhất và thứ nhì, chỉ là phương diện chiến đấu thì hết thảy là Hậu Khanh làm chủ. Trăm ngàn năm qua luôn như vậy. Đối với chuyện Hậu Khanh an bài chiến cuộc, Doanh Câu mặc dù khi giết chóc đỏ mắt cũng sẽ làm ra hành động mất lý trí, nhưng ở trên đại cục tuyệt đối tuân theo không vi phạm. Hắn biết ở phương diện này thì mình là thằng ngu, bởi vậy chỉ xông pha chiến đấu. Về phần khống chế chiến cuộc, hắn hoàn toàn tín nhiệm Hậu Khanh, chưa từng hoài nghi. Vậy còn nữ nhân này? Lúc Doanh Câu sắp đi qua nhìn Nhuế Lệnh Ngọc, trên mặt do dự. Ngươi cứ tạm đi bố trí, sau đại chiến lần này tất thầy sẽ quyết. Đại ca, là một nữ nhân trọng yếu, vẫn là tiền đồ của thi tộc trọng yếu, cũng nên có chủ thứ tuần tự. Được, ta đi. Doanh Câu triệt để yên tâm, quay người rời đi. Nữ bạt nhìn Hậu Khanh cười lạnh: Ngươi kéo lấy như thế cũng không có gì hay đâu. Doanh Câu mà trở về, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Được, vậy ngươi đi tây tuyến trấn thủ, lên đường ngay bây giờ. Doanh Câu cũng không nói nhảm, nữ bạt không phản bác, quay đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một kia tia cười tịch tà mị, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hậu Khanh chở bọn hắn đi, lúc này mới quay người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Vết thương trên người đã biến mất, vết máu cũng không còn. Người không sao chứ? Hậu Khanh lắc đầu: Ta là thi vương, chỉ cần không trúng phong ấn thì dù nhục thân bị thương nặng hơn nữa cũng vẫn khôi phục như cũ. Nhược điểm của ta không ở đây. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng đợt hơi động, thuận miệng nói: Người không có nhược điểm sao?
Chương 2423 Tướng thần chi thân phần 1. Có, nhược điểm của ta là sợ lửa, bởi vì lửa có khả năng đốt cháy thi huyết. Một khi thi huyết khô cạn, ta sẽ chết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ muốn biết người định tính thế nào đây. Doanh Câu là giết chóc, chỉ cần có chiến tranh có khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ ít trước khi trận đại chiến kết thúc, hắn sẽ không tới nữa đâu. Nhưng sau cùng hắn vẫn đến. Hậu Khanh không tỏ thái độ. Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy khóe miệng của hắn mơ hồ giật một cái, phảng phất đang cười, chỉ là tức thì thoáng qua. Bất quá lần này ta cũng nghĩ nơi này không phải là nơi tuyệt đối an toàn, ta đưa nàng đến một nơi khác. Nơi đi đâu? Người đi theo thì biết. Bất quá ta muốn xác nhận là bọn họ đã đi. Nàng đợi ta ở đây. Hậu Khanh nói xong bước nhanh rời đi. Qua một hồi lâu hắn quay lại, lập tức làm phép bỏ phong tỏa của kết giới để Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi với mình. Từ trong huyệt động đi ra, Hậu Khanh dẫn đường, hai người đi vòng qua ngọn núi phía sau. Đi qua một núi đá nhô ra, Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn chờ mình một chút, đi đến quan sát ở dưới. Nhìn rừng rậm vô tận, bên trong thấp thoáng màu đỏ và màu đen sương mù. Ở nơi đây cùng nhân gian khác biệt thật. Nhuế Lãnh Ngọc yên lặng nói. Cho nên chúng ta muốn thoát khỏi đây, trước hết phải cướp đoạt Thanh Minh Giới, sau đó có thể tiến vào nhân gian. Hậu Khanh đứng bên cạnh nàng. Ta cũng giống như nàng, ta cũng thích nhân gian. Nhưng đây mới là quê hương của ngươi. Nếu như không thích, dù có ở 1.000 1.000 năm vẫn không thích. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát phong cảnh xa lạ ở đây, lại nghĩ tới quá khứ của mình, có một loại cảm giác giống như đã cách một đời, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là một pháp sư nhân gian, sống ở trong nhân gian như là trong một chớp mắt. Nhưng ta không biết vì sao mình lại trở thành chuyển thế quỷ đồng, hơn nữa lại lưu lạc đến nơi này, giống như một giấc mộng vậy. Hậu Khanh không nói gì cả. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn hắn. À ngốc, người biết không, ta cảm giác như mình chưa từng hiểu qua ngươi. Có liên quan gì? Hậu Khanh cười cười. Dù sao nàng phải biết, ta là thật tâm đối với nàng, tất thảy của ta đều là nguyện ý chia sẻ cùng nàng. Thế nhưng cái mà ngươi cho ta thì ta đâu có muốn. Hai mắt của Nhuế Lãnh Ngọc ướt nhòe. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Đúng vậy, và ta là một trong xô cầu ở trong đó. Ta bị vận mệnh xoay chuyển. Hai hàng thanh lệ chảy xuống từ đôi mắt của Nhuế Lãnh Ngọc. Không ai có thể kháng cự vận mệnh được, Hậu Khanh nói. Chỉ ít đối với nhân loại các ngươi mà nói, không ai có thể chống cự vận mệnh. Ít nhất không ai dám làm như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, chỉ ít là có một người vĩnh viễn không khuất phục vận mệnh. Chỉ ít là có một người. Chúng ta đi thôi. Hậu Khanh tiếp tục đi trước dẫn đường, xuyên qua con đường nhỏ lởm chởm. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không biết đi đâu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người đã nói ba người các ngươi, mỗi người đều kế thừa một bộ phận tính cách của tướng thần. Doanh Câu là tàn bạo, hắn là giết chóc, Nữ Bạt là ghen ghét. Hậu Khanh nói, tướng thần lúc đầu được sáng tạo ra là do ba loại ác niệm hợp nhất mà thành, là hết thảy ác chi nguyên. Sau khi hắn chết, ba loại ác niệm này lần lượt hóa thành ba người chúng ta. Giết chóc, ghen ghét. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, đúng là hợp với tính cách của hai người bọn họ. Vậy còn ngươi? Hậu Khanh nhìn nàng cười cười. Nàng đoán xem. Ngươi là xảo trá. Hậu Khanh cười to. Lúc này họ đi tới trước một đầm sâu. Nơi đây là đỉnh của ngọn núi, ngoại trừ một đầm nước này thì không còn gì nữa. Một đầm nước màu đỏ như là móng,
Ở phía trên nở ra một đóa hoa sen màu đỏ, nhìn qua thập phần yêu diễm và tà mị, nhưng lộ ra một loại lực lượng thần bí, cho người ta một cảm giác không thể nào hủy diệt. Hậu Khanh không nói gì cả, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc đâm thẳng vào trong đầm nước. Nhưng trên người không có ẩm ướt, giống như là có dòng nước cản trở. Hai người nhanh chóng tiến lên. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc, chính là đang mờ mịt thì đột nhiên như bị chìm vào trong một thứ gì mềm nhũn rồi xuyên qua. Nước không có, trước mặt lại là một bầu trời. Một bầu trời màu lam, bốn phía là sương mù, ở giữa là một sa mạc. Ở trên đó có một tòa núi nhỏ. Từ bầu trời trên đỉnh núi có linh quang chiếu xuống. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảm giác con mắt bị khó chịu bút nhói, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng lẽ đã ra khỏi linh giới? Không, vẫn ở trong linh giới. Nhưng vì sao sắc trời lại thay đổi? Hậu Khanh cười nói. Nơi này là một không gian tồn tại độc lập trong linh giới. Nhớ Lê Ngọc nghi ngờ nhìn hắn. Không gian này dùng để làm gì? Không có lợi ích gì. Nói ra đây là một mộ địa, là thần mộ của thi tộc chúng ta. Không gian này chỉ để một cỗ thi thể. Thi thể của ai? Nhớ Lê Ngọc thốt lên. Hậu Khanh nhìn nàng, từ từ phun ra hai chữ: tướng thần. Tâm của Nhuế Lê Ngọc run rẩy. Tướng thần, thủy tổ của Cương Thi, một trong những người cường đại nhất trong bộ tộc thượng cổ Cửu Lê, đã từng cùng Sivu kề vai chiến đấu để đại chiến với hoàng đế. Mặc dù sau đó bỏ mình, nhưng cái tên này không ai không biết, dù là người bình thường ở nhân gian cũng từng nghe qua. Đương nhiên thượng cổ chi chiến chỉ là truyền thuyết, nhân gian lưu truyền lại đại bộ phận đều là nhân loại tự mình tưởng tượng ra, hoặc là nghe nhầm đồn bậy, cùng với tướng thần chân thực hoàn toàn khác biệt. Nhớ Lãnh Ngọc phóng mắt bốn phía. Ta chỉ thấy một ngọn núi, thi thể ở đâu? Hậu Khanh hướng trên đỉnh núi, bảo Nhớ Lãnh Ngọc đi lên. Hai người tới dưới chân núi, còn cách một đoạn, lúc này nàng mới nhìn rõ. Ngọn núi này hết sức kỳ quái, ở trên có từng khe rãnh chảy xuống một dòng nước đỏ sậm. Không phải là chảy xuống, mà giống như tuần hoàn, có trên, có dưới. Vô số linh quang đang bao bọc ngọn núi, khiến người ta không có dám tới gần. Thi thể ở trên núi sao? Nhớ Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn, ngoại trừ phát hiện ngọn núi này có hình dạng tương đối kỳ quái thì cũng không thấy gì cả. Hậu Khanh lắc đầu chỉ ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này là tướng thần thi thể. Ngọn núi là thi thể. Nhớ Lãnh Ngọc liền bừng tỉnh, trên dưới nhìn lại mới phát hiện hình dáng ngọn núi này có chút giống hình thái của con người. Nhưng nàng vẫn không có dám tin. Tướng thần làm sao có thể cao lớn như vậy? Hậu Khanh cười cười. Ngọn núi này là bản tôn của tướng thần, cũng không phải là bộ dáng hiện hình. Hắn sinh ra vốn do sơn hải phong nguyệt đoạn thiên địa tạo hóa. Bản thân hắn là núi chấn thủ thiên địa, chỉ là bị Sivu mê hoặc mới đối đầu cùng Hiên Viên Thị. Chương 2424 Tướng thần chi thân phần 2. Hậu Khanh lại nói tiếp. Sau khi hắn chết, tất thảy đều tiêu tán, chỉ có thi thể bản tôn vẫn còn, vạn năm bất hủ. Ngay cả Hiên Viên Thánh Đế cũng không thể tổn hại, chỉ có thể dùng cách đem trục xuất khỏi nhân gian vào trong hư không. Năm đó Thanh Minh Giới bị tách ra từ nhân gian, thi tộc nhúng tay, mượn nhờ máu của tướng thần khai thác ra một không gian khác là linh giới. Bởi vậy nơi này là hạch tâm của linh giới. Một bộ phận thi thể sau khi tử vong vẫn có thể chống đỡ một không gian tồn tại. Loại lực lượng này khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm cảm thấy run rẩy. Nhìn qua thân hình cao lớn của tướng thần, nội tâm của Nhuế Lãnh Ngọc hiện lên một cảm giác vô cùng thần kỳ. Trong miệng thì thào. Thì ra chân chính tướng thần là như vậy. Trước kia ta cứ nghĩ tướng thần luôn luôn là hiện ra mặt của Nhậm Đạt Hoa đó. Nhậm Đạt Hoa? À, là diễn viên đóng vai tướng thần trong phim điện ảnh. Hậu Khanh bật cười. Vậy đại khái là chính tướng thần chỉ đi, mặc dù là tà thần. Nhìn qua thi thể của tướng thần, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được sinh ra cảm ngộ.
Hậu Khanh nói: Cái gì mà gọi là chính tà? Chỉ là do nhân gian các ngươi bình phán, thắng làm vua, thua làm giặc. Dù là thần minh cũng như vậy. Huống chi trên đời này căn bản không có thần chân chính, chỉ có thần trong tưởng tượng của con người. Nhớ lẽ Ngọc suy ngẫm một câu cuối cùng. Người nội đôi khi nói có chút ý tứ. Bất quá người dẫn ta tới đây làm gì? Đây là cấm địa tuyệt đối của thi tộc, cũng là nơi an toàn nhất. Chỉ là không có những vật phẩm ở nhân gian, ta sợ là nàng không quen. Nhớ lẽ Ngọc nhíu mày nhìn hắn hỏi: Sao lại là an toàn nhất? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi mới có thể tới? Không, nơi này là nơi tu luyện của ba người chúng ta, Nữ Bạn và Doanh Câu. Một khoảng thời gian cũng sẽ đến. Vậy... Nhưng ở đây bọn họ không thể gây tổn hại cho nàng, bởi vì nơi này là cấm địa của thi tộc, tuyệt đối không thể ở đây làm phép, dù là chúng ta cũng không. Là sợ khinh nhờn tướng thần. Hậu Khanh cười cười: Người cũng đã chết, có gì mà khinh nhờn hay tiếp độc? Thi tộc của chúng ta không quan tâm cái này. Nhớ lấy Ngọc không hiểu nhìn hắn: Mặc dù tướng thần chết, nhưng máu của hắn còn lưu động, đồng thời đối với tất thảy pháp thuật tà thuật đều bảo trì linh tính. Một khi có người ở đây làm phép, tướng thần chi huyết sẽ sôi trào, nhẹ thì phun ra khỏi không gian này, bao phủ thiên khí sơn, nghiêm trọng thì thậm chí thôn phệ toàn bộ linh giới. Bởi vậy chỉ cần nàng không đi ra, dù là Nữ Bạn và Doanh Câu cùng tới cũng không thể làm gì được nàng. Thì ra là như vậy. Nhớ lẽ Ngọc hoàn toàn có thể hiểu loại thú huyết sôi trào kỳ thật cũng là phù hợp với nguyên lý khoa học của nhân gian. Tỷ như một loại vật chất nào đó đứng yên lặng, một khi cùng một loại vật chất đặc biệt nào đó tiếp xúc, lập tức sẽ có phản ứng hóa học sôi trào. Thiên địa đại đạo từ nhỏ đến lớn đều như nhau. Thế nhưng không phải là ngươi vừa nói các ngươi một thời gian sẽ tới đây tu luyện, tu luyện chẳng nhẽ không sử dụng linh liệm? Hậu Khanh đáp: Chúng ta gọi là tu luyện, nhưng cũng không phải là làm phép, cũng không phải thổ nạp. Ngồi xuống ngâm mình trong biển tướng thần chi huyết, dùng thần niệm để cảm ngộ, đây là một thủ đoạn tu hành đặc thù của thi tộc. Nhớ lẽ Ngọc suy tư một hồi rồi nói: Nhưng cho dù bọn họ không thể làm gì ta, nhưng tóm lại sẽ trách ngươi. Dù sao địa phương quan trọng như vậy, tuyệt đối không nên để cho ta tới. Hậu Khanh cười nói: Ta đã mang nàng tới, tự nhiên có biện pháp đối phó. Nàng an tâm ở đây, sau khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta thành thân, đến lúc đó nàng cũng không cần phải trốn tránh. Ta có thể dẫn nàng đi khắp nơi, thậm chí là nhân gian cũng đến. Nhớ lẽ Ngọc không lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ đành cắn răng chống đỡ. Ta đi trước, một thời gian ta sẽ qua gặp nàng. Hậu Khanh tới gần Nhớ lẽ Ngọc một chút, nàng lập tức dịch qua bên cạnh Từ Tốn. Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi là được. Hậu Khanh đành cười khổ. Này, lúc trước ngươi và Doanh Câu nói có một việc cực kỳ quan trọng. Đúng, là ta lập mai phục ở xung quanh giới Hà, dẫn chủ lực của Liên Minh Thanh Minh giới tới, sau đó về đánh. Nói đến đây, khóe miệng của Hậu Khanh lộ ra một tia cười đắc ý, phảng phất như đã thấy thắng lợi. Sau trận chiến này, ta có thể nắm giữ toàn bộ, càn khôn xoay chuyển trong tầm tay. Hậu Khanh nâng lên một tay, chậm rãi nắm thành quả đấm, đắm chìm trong tưởng tượng tốt đẹp của mình. Nhớ lẽ Ngọc ở một bên lặng lặng nhìn mặt của hắn, sâu kín nghĩ, mình kỳ thật cho hắn lấy tên sai mất. A Ngốc kỳ thật không có ngốc chút nào, không những không ngốc mà ngược lại còn mưu trí vô song. Nếu như ở nhân gian, người này tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Hậu Khanh quay đầu nhìn nàng nói: Trận này đối thủ không chỉ là xiển giáo, đám yêu tinh của tiệt giáo cũng rất có khả năng tham gia. Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ không mặc kệ mọi chuyện, Diệp Thiếu Dương có thể sẽ đến. Nhớ lẽ Ngọc kinh ngạc, lập tức minh bạch ý trong lời của hắn. Người muốn ta khẩn cầu ngươi bỏ qua cho hắn?
nàng khẩn cầu cũng vô dụng. Lãnh Ngọc, ta muốn toàn bộ thi tộc mà gánh vác. Hơn nữa, lần này ta không đến tiền tuyến, Nữ Bạt và Doanh Câu ta cũng không thể nào quản. Một khi đối đầu, bọn hắn tất yếu giết chết Diệp Thiếu Dương. Vậy để bọn hắn đi giết là được. Nhớ Lê Ngọc nghiến răng. Hậu Khanh cười cười, nàng cảm thấy bọn hắn không thể đắc thủ sao? Lời của ngươi nhiều lắm, ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Hậu Khanh gật đầu. Đúng, nơi này không có gì hạn chế, duy nhất phải chú ý là tuyệt đối không đến gần thi thể của tướng thần. Nàng dù sao cũng là nhân loại, nếu như nhiễm phải máu của tướng thần, chắc chắn chết không nghi ngờ. Như Lãnh Ngọc không lên tiếng, Hậu Khanh ở bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Một lát sau, hướng nàng nhẹ cười một tiếng rồi bay lên. Như Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn, không trung xuất hiện một cái lưới linh lực rất lớn. Thân ảnh của Hậu Khanh xuyên qua, sau đó lưới linh lực biến mất, bầu trời lại khôi phục màu sắc nguyên thủy. Mình mông hư không giống như ở nhân gian, nhưng lại là giả. Như Lãnh Ngọc thở dài, nguyên bản lẻ loi đứng đó, ở trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt cô độc, giống như trên thế giới này chỉ còn lại một mình. Nàng đi đến ngọn núi ở trước mặt, một cỗ linh lực cường đại không cho nàng tới gần, giống như ấy là một ngọn núi lửa. Càng đi về phía trước, càng cảm giác nóng rực. Như Lãnh Ngọc cắn răng đi lên phía trước, vừa đủ khoảng cách, phát hiện những dòng suối trên núi do thi huyết tạo thành, đối với mình tựa hồ như sinh ra dị động kỳ quái nào đó. Nàng vươn tay, đầu ngón tay xuyên qua linh quang, sắp chạm đến huyết thủy. Chỉ cần đụng vào thi huyết, mình hẳn chết không nghi ngờ. Nếu như mình thực sự là chuyển thế quỷ đồng, chẳng lẽ dễ dàng chết như vậy sao? Chương 2425, tiếp dẫn đạo nhân, phần 1. Như Lãnh Ngọc thật sự có một loại xúc động, muốn thử một lần. Từ sau trận đánh ở Tinh Túc Hải, tất cả mọi người nói nàng là chuyển thế quỷ đồng. Chỉ có nàng không tin, phải nói là không thể tin. Nàng có thể cảm giác được bên trong thần trí của mình có một vài ký ức không thuộc về mình, nhưng nó lộn xộn vô cùng. Đoạn thời gian gần đây, những ký ức này tự nhảy ra giống như là nằm mơ. Nàng cũng có ý đồ từ đó tìm kiếm manh mối, nhưng không cách nào kết hợp được. Vấn đề, cho dù là nàng không cách nào giải thích nơi phát ra những ký ức, cũng không thể bởi vậy mà thuyết phục bản thân mình tin mình là chuyển thế quỷ đồng. Nhớ Lãnh Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn buông tay xuống. Nàng không sợ chết, cũng đã sớm nghĩ đến chết cho xong. Nhưng nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, mặc dù mình đã nhẫn tâm không gây phiền phức cho hắn, nhưng nàng lo nếu như Diệp Thiếu Dương biết được tin về cái chết của mình, sẽ không nhịn được, làm cho đạo tâm đại loạn, làm ra những hành động điên cuồng. Bởi vậy, nàng chỉ đành nhẫn nhục sống tạm bợ, im lặng chờ đợi một kết quả mà chính mình cũng chẳng biết. Nhớ Lãnh Ngọc co quắp ngồi dưới đất, bưng mặt khóc. Nàng luôn luôn kiên cường, nhưng cũng có một phần yếu ớt. Đột nhiên nàng nghĩ, Hậu Khanh vừa mới nói, sắp đến trận đại chiến, Diệp Thiếu Dương sẽ tham dự. Mà nguyên nhân là vì mình, cho nên Nữ Bạt và Doanh Câu khẳng định là sẽ động thủ với hắn. Hai đại thi vương liên thủ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phải là đối thủ. Vạn nhất... Như Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ tới một ý niệm, nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo cho hắn. Nàng lau nước mắt, đứng lên nhìn bốn phía. Nàng không xác định liệu mình có thể giống như Hậu Khanh bay ra khỏi cấm địa của thi tộc không. Hơn nữa, cho dù ra ngoài còn có tầng tầng cửa ải ở Thiên Khí Sơn, bên ngoài có sương mù và hắc ám xâm lâm, mình không thể nào chạy thoát. Nhất định là phải nghĩ biện pháp. Nhớ Lãnh Ngọc tỉnh táo bắt đầu nghĩ, trên mặt lại khôi phục thần thái và khí chất ngày xưa. Lúc này, ở Thanh Minh Giới, trên một tòa núi nhỏ không biết tên. Thanh Minh Giới rộng lớn vô ngần, nơi này lại cách xa giới hạ. Trong lúc nhất thời không có cảm giác được không khí khói lửa chiến tranh, cho nên mặc kệ là Liên Minh Thanh Minh Giới hay là thi tộc, đều không có ai chú ý chỗ này. Ở trên đỉnh núi có hai gốc cây bách thụ khổng lồ, ở dưới cây có một ngôi miếu nho nhỏ. Nói là miếu, thật sự là cân nhắc, kỳ thật là mấy gian phòng cũ nát. Ở giữa có một tiểu viện, trồng một gốc cây ngân hạnh khổng lồ, lá vàng ảo ảo rụng, nhìn qua rất cổ xưa. Lâm Tam Sinh dựa vào tín vật, bay lên núi, đi vào cửa chùa. Ở trên có treo một cái chuông đồng, phía trên có viết tên qua loa là Vô Thường Tự.
Trên hai cột ở hai bên khắc một hàng chữ. Lâm Tam Sinh nhìn bên phải viết là chư hành vô thường, là sinh diệt pháp. Bên trái, sinh diệt diệt mình, tịch diệt làm vô. Lâm Tam Sinh cẩn thận phẩm đọc, tự lẩm bẩm: tịch diệt là gì cũng mất, làm sao lại là thú vui đây? Lục căn thanh tịnh là vì tịch diệt tất thảy đều tiêu tan, từ không phiền não. Một tiếng nói thô vọng từ bên trong truyền đến. Lâm Tam Sinh ngẩng đầu thấy một hòa thượng đi ra, hơi đánh giá thì ngẩn cả người. Nếu như cái chùa rách nát này xem như ở nhân gian, cũng hẳn là phối trí với một lão hòa thượng đang già nua, thậm chí là sắp chết mới phù hợp. Nhưng hòa thượng trước mắt lại cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua như là hung đồ, trong tay còn cầm theo một thanh thủy mặc thiền trượng, nhìn thế nào cũng không giống như là cao tăng đắc đạo. Bất quá ánh mắt của hắn lại bình thản mà thiện ý. Lâm Tam Sinh chắp tay nói: là tiểu sinh lỡ lời. Hòa thượng cười nói: không có gì thất ngôn hay không thất ngôn, dù sao chính là ta ngộ ra đạo, ngươi cũng không liên quan, ngươi có đạo của ngươi. Dùng lời nói của đạo môn các ngươi mà nói, đạo khả đạo phi thường đạo. Nếu như đại đạo chỉ có một người thì trong thiên hạ cần gì ngộ ra cái gì, chỉ cần tìm một lão hòa thượng giảng giải là được rồi. Lâm Tam Sinh nghe được lời này nhịn không được cười một tiếng. Vừa muốn mở miệng thì có một cô nương từ trong miếu đi ra, chính là Lý Lâm Lâm. Trước lúc tới đây, Lâm Tam Sinh đã đi Phong Chi Cốc tìm nàng, nhưng nghe nói nàng đi Thanh Minh Giới tìm sư phụ, cho nên mới tìm đến đây. Lý Lâm Lâm nhìn thấy hắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Sư huynh, ta biết là ngươi sẽ đến, ngươi mau tới. Đúng rồi, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Chí Thâm Thiền Sư, một đại sư thập phần cao minh. Đại sư, đây là sư huynh Lâm Tam Sinh của ta, sư phụ cũng đã nhắc đến. Lâm Tam Sinh tiến lên chào Chí Thâm Thiền Sư. Hắn nhìn chăm chú, nhớ đến pháp danh Chí Thâm. Đại sư không lẽ là người thời Tống? Chí Thâm Thiền Sư gật đầu. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn: chẳng lẽ ngài là? Không thể nói. Chí Thâm Thiền Sư cười khoát khoát tay. Lâm Tam Sinh liền biết nhất định mình đoán đúng. Nhìn qua Chí Thâm Thiền Sư lập tức cảm thấy cũng không phải, liền cười nói: đại sư thật sự chạm hết thảy sao? Chí Thâm Thiền Sư cười cười không có đáp lại, ra dấu tay mời Lâm Tam Sinh, sau đó đi vào sân. Lâm Tam Sinh đi vào theo. Dưới cây ngân hạnh trong sân đặt một tấm bàn đá, ở phía trên có một bộ bàn cờ. Một lão đầu đang ngồi một đầu bàn đá, đang nhìn ván cờ ngẩn người. Chỉ nhìn bóng lưng liền biết là sư phụ của mình, là Nghiễm Tông Thiên Sư. Sư phụ thật là nhàn tản. Lâm Tam Sinh đến trước mặt Nghiễm Tông Thiên Sư, ngồi xuống bên cạnh lão. Nhìn qua mặt Nghiễm Tông Thiên Sư cảm thấy không biết bao nhiêu là thân thiết. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn hắn: ta không phải để cho ngươi nhắn, duyên phận sư đồ giữa ta và ngươi đã hết, ngươi đừng có tìm ta nữa sao? Lâm Tam Sinh đáp: kìa sư phụ, tại sao lại nói như vậy? Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Trước đó ta và Thiếu Dương đã xuyên không về trăm năm trước, bị vây khốn ở đó một tháng mới về được, lập tức liền tới gặp sư phụ đó. Nghiễm Tông bảo hắn đem chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nói lại, nghe xong cũng không quá giật mình, trầm ngâm thật lâu, quay đầu nói với Chí Thâm: lão sư đệ, ngươi trước cho Hổ Vương một lời là sai. Chí Thâm Thiền Sư đáp: kết luận không sai, khởi tử hoàn sinh vốn không phải là trong mệnh cách, làm sao biết? Hồ Vương khởi tử hoàn sinh cũng là cơ duyên lớn lao, xem ra nàng cũng là người ứng kiếp. Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động. Các người luôn nói ứng kiếp, ứng kiếp, vậy đến cuối cùng thiên kiếp là gì? Thiên kiếp tự nhiên là trời long đất lở, phá vỡ hết thảy đó. Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu:
ta khám phá rất nhiều năm cũng không hiểu thấu đáo. Vậy ngài khám phá cái gì, có thể nói một chút được không? Lâm Tam Sinh cõi lòng đầy chờ mong. Chí Thâm Thiền Sư ngồi xuống bàn đá chậm rãi. Người biết khởi nguyên của thiên kiếp không? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta không biết gì cả. Ta luôn nghe các người nói thiên kiếp, nhưng đâu có ai nói cho ta biết chân tướng. Sư phụ ta cũng không cho dạy ta những thứ này. Chương 2426 Tiếp dẫn đạo nhân phần 2. Tu La giới, Vô lượng giới, Ác linh giới, Hỗn độn giới, Thành minh giới, còn có một số không gian nhỏ đều là phòng theo nhân gian, sau đó mở ra. Mỗi không gian đều khác nhau, nhưng nhân giới là nguyên bản của tất cả. Thiên kiếp là cũng vì nhân giới mà đến. Người chết thành quỷ, quỷ đầu thai luân hồi. Nhưng mặc kệ tới đâu thì ân oán nhân quả cũng không thể chặt đứt. Tất thảy đều là do một loại lực lượng thần bí giữa thiên địa nắm trong tay. Hết thảy sự vật đều nằm trong quy tắc này. Những điều này ngươi hiểu chứ? Lâm Tâm Sinh gật đầu. Ta hiểu, đây là thiên địa đại đạo. Ân oán nhân quả của sinh linh không ngừng dây dưa, càng ngày càng lớn, cuối cùng khó mà phân biệt. Ngay cả đại đạo cũng không giải thích nổi. Cuối cùng trở nên hỗn loạn, dẫn phát thiên kiếp. Nếu như xử lý không tốt, tất cả sẽ bị phá vỡ, nhân quả mất cân bằng, một lần nữa khởi động luân hồi. Đây là thiên kiếp bản nguyên. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đều ngơ ngác. Là chặt đứt nhân quả, duyên phận của tất cả mọi người? Tự nhiên không phải như người nghĩ đâu. Chí Thâm Thiền Sư cau mày, tựa hồ như đang nghĩ sắp xếp lại ngôn từ của mình. Nửa ngày cũng chưa xong, khoát khoát tay. Liên quan tới việc này thì một từ khó mà nói rõ. Tóm lại, thiên kiếp cũng không phải là nhằm vào nhân gian, mà là âm ti. Trước có hỗn loạn, cuối cùng triệt để mất khống chế. Âm ti không cách nào độ hóa sinh hồn, sổ sinh tử và luân hồi trì sẽ mất tác dụng. Các người nói xem, chuyện này để lại hậu quả gì đây? Lâm Tam Sinh nội tâm nghe vậy thì chấn động cực kỳ. Nhân gian vốn hay nói nhân quả báo ứng, có chút nghe khó chịu. Mọi sinh linh trên thế gian, ngoại trừ tà linh và cương thi, ở trên sinh tử sổ đều ghi lại mọi thứ có liên hệ với sinh linh này. Nếu như thứ này mất đi hiệu lực, như Chí Thâm Thiền Sư nói, kết quả của việc thiện đã làm khi còn sống không có căn cứ để mà tính toán, làm ác cũng không nhận được trừng phạt. Chí Thâm Thiền Sư tiếp tục nói, thiện ác bất phân, quỷ hồn sinh oán, địa vị của âm ti tự nhiên tàn vỡ. Quỷ hồn không có nguyên tắc mà làm, oán khí tập kết dù đáng, âm ti bị lật đổ không nói, nhưng nhân gian cũng sẽ đại loạn. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu. Là phản ứng dây chuyền, đến lúc đó không riêng gì âm ti và nhân gian, các không gian khác cũng loạn theo. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu. Đúng vậy, đây chính là thiên kiếp. Lý Lâm Lâm xen vào một câu. Không giống như ta nghĩ, ta tưởng rằng sẽ là tình cảnh thiên lôi cuồn cuộn, hủy diệt thế gian chứ. Chí Thâm Thiền Sư nói, thiên kiếp dẫn đến đại loạn, oán khí tụ tập, tự nhiên có tà vật cường đại giáng lâm hoành hành. Ngươi nói không sai, đó là thiên kiếp chi quả. Còn ta nói lúc trước chỉ là bản nguyên của thiên kiếp. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một chút rồi nói với Chí Thâm Thiền Sư. Sao trong ấn tượng của ta, trong lịch sử loài người chưa từng có sự tình này? Tại sao mà không có? Hồng Hoang chi chiến chính là thiên kiếp gây lên.
một đám tà vật như Sivu gây sóng gió khi thiên kiếp, dẫn đến tam giới đại loạn. Sau này nhân hoàng thống lĩnh nhân gian vượt thiên kiếp, nhân gian mới có thể trùng kiến lại trật tự. Âm ty cũng nhờ đó mà khôi phục, từ đó không ngừng thu nạp người đại tài và pháp sư của nhân gian để làm cung cấp nhân lực cho mình. Bằng không mà nói, trước khi những người này đảm nhiệm âm thần ở âm ty thì quỷ hồn nhân gian xử lý như thế nào đây? Thì ra là như vậy. Chí Thâm Thiền Sư cũng là giúp Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm hiểu rõ một chút chuyện mà trước đó họ không có nghĩ ra. Lần trước là Sivu làm loạn, lần này là ai? Lý Lâm Lâm lẩm bẩm. Chí Thâm Thiền Sư nói: lúc đầu chỉ có một Thái Âm Sơn, nhưng bây giờ thi tập cũng thừa cơ quật khởi. Lần này thiên kiếp loạn tượng, chỉ sợ so với trước không kém là bao. Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói tiếp: chuyện này cũng chưa biết, bên trong thiên kiếp không riêng gì sinh ra yêu nghiệt, cũng tự nhiên có người ứng kiếp ứng phó. Nếu như xử lý thỏa đáng thì thiên kiếp cũng không phải là không thể tránh né. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này lập tức nghĩ đến cái gì, liền hỏi: người ứng thiên kiếp là như thế nào? Nghiễm Tông Thiên Sư đáp: nếu như thiên kiếp cuối cùng sẽ phá vỡ âm ty, vậy âm ty đương nhiên là không ngồi đợi chuyện này, mà sẽ chọn người ứng kiếp để ứng phó thiên kiếp. Từ đó âm ty có đầy đủ tinh lực, thời gian để trau chuốt nhân quả, tận lực bình tĩnh ứng phó thiên kiếp. Ta hiểu, cái gọi là ứng kiếp không phải là bản thân ứng phó thiên kiếp, mà là náo động trước khi thiên kiếp đến. Thiên kiếp sắp tới, quần ma loạn vũ đều muốn phá vỡ tam giới, khiến cho thiên kiếp tới càng nhanh. Người ứng kiếp chính là người mang sứ mệnh trấn áp hết thảy. Đúng vậy, A-di-đà Phật, ta cuối cùng cũng nói ra được những điều này. Chí Thâm Thiền Sư lộ ra dáng vẻ vất vả. Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, nhớ lại những chuyện mà Lý Lâm Lâm cùng với Chí Thâm Thiền Sư vừa luận. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: bởi vậy Lãnh Ngọc và là Vô Cực Quỷ Vương tuyển ra đưa đến nhân gian, phá vỡ nhân gian, gia tốc loạn tượng. Thiếu Dương là âm ty tuyển đến chấn áp những thế lực này. Không đúng, Thiếu Dương rõ ràng là tổ tiên Diệp Pháp Thiện của hắn chọn chứ. Nghiễm Tông Thiên Sư nói: âm ty điên đảo thì quan hệ trọng đại, không riêng gì âm ty sốt ruột, mà rất nhiều pháp sư nhân gian lấy thiên hạ làm trọng, tự nhiên cũng nghĩ biện pháp ứng đối thiên kiếp. Lâm Tam Sinh sửng sốt một lúc. Nếu như Thiếu Dương không phải là người do âm ty chọn, vậy là âm ty chọn ai? Chí Thâm Thiền Sư lướt mắt nhìn hắn. Âm ty chọn ai, ta làm sao biết? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát. Đại sư, hôm nay nghe người nói những lời này thật sự là thể hồ quán đỉnh. Bất quá người không phải là chuyên môn nói tới một mình ta chứ? Chí Thâm Thiền Sư cười cười: người thông minh hơn người, tự nhiên biết dụng ý trong lời này của ta. Lâm Tam Sinh chắp tay: tiểu sinh trở về tự nhiên chuyển lời cho Thiếu Dương, chỉ là vì sao đại sư không tự mình nói với hắn? Ta căn bản là người ngoài văn minh, vô tâm tham dự tất cả chuyện này, tự nhiên không có đạo lý chủ động thông báo. Cũng là vì sư phụ của ngươi ở đây làm khách, cùng ngươi gặp cho nên nói thêm một chút. Ngươi cũng không cần nói với hắn ta là ai. Tiểu sinh hiểu, nhưng đại sư, người đến tột cùng là cao nhân phương nào, làm sao có thể hiểu thấu đáo được thiên cơ? Chí Thâm Thiền Sư cười nói: hiểu thấu đáo thiên cơ cũng không chỉ một mình ta. Ta vốn lên đến Tu La giới chỉ vì có một chuyện chưa hết mới lưu lại Thanh Minh giới. Bây giờ sự tình đã xong, lại muốn đi rồi. Lâm Tam Sinh còn muốn hỏi tiếp, Nghiễm Tông Thiên Sư đã nói: chân thân của đại sư là ai thì ngươi đừng hỏi. Ta lần này tới tìm hắn chính là muốn cùng hắn đi. Ngươi biết
muốn tới tái kiến, cho nên cố lưu lại cho người những lời này đó. Lâm Tam Sinh kinh hãi. Sư phụ cũng muốn đến Tu La Giới? Người đến Thanh Minh Giới không phải là để truy tra Thông Huyền đạo nhân để bắt hắn sao? Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu. Hắn còn duyên trần chưa hết, ta không thể tìm ra. Chúng ta tự có lối đi riêng vậy. Nói xong nhìn Lâm Tam Sinh, ánh mắt dịu xuống. Chúng ta lần này đi Tu La Giới sợ là không quay lại. Ta và ngươi đã có duyên phận sư đồ, này bái biệt. Hai người các ngươi phụ tá Diệp Thiếu Dương, gánh nặng trên vai đó. Chương 2427 Tu La Giới phần 1. Lý Lâm Lâm nước mắt tràn mi. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư, không biết nói gì. Hay, đợi lâu, ta cũng tới rồi. Ở ngoài cửa truyền đến một âm thanh quen thuộc. Hai người Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn, lập tức liền mơ hồ, la hoảng. Thanh Vân Tổ Sư! Người tới lại là sư phụ Thanh Vân Tử của Diệp Thiếu Dương. Thanh Vân Tử cười với hắn, đi đến bên cạnh Nghiễm Tông Thiên Sư. Thanh Vân Tổ Sư, người muốn đi Tu La Giới? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười khổ. Ta lúc đầu muốn đi luân hồi vãng sinh, nhưng mà hai kẻ mất dạy kia quả thực là muốn ta lưu lại. Thiên kiếp sắp tới, ta mà ở lại tất nhiên là gánh nặng của chúng nó. Đi đến Tu La Giới làm lưu manh cũng được. Người về nói với thằng Danh Con hai chữ: trơ nịt. Cái này người cũng một đi không trở lại sao? Còn không rõ ràng sao? Ta chưa đi Tu La Giới, không biết bên kia ra sao, nên phải cẩn thận. Nếu như không về được, ta cũng chẳng có cách nào. Lâm Tam Sinh không biết nói gì cho phải. Nhưng một màn càng kinh người. Ở phía sau, một tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên. Đám người ngẩng đầu, từ bên ngoài cửa chùa lại có một người tới. Lâm Tam Sinh nhìn, cằm đều muốn rụng xuống đất. Lý Hạo Nhiên. Chính là Lý Hạo Nhiên đã khởi tử hoàn sinh, vẫn là bộ dáng chững chạc đàng hoàng, chậm rãi đi đến. Đằng sau là Bích Thanh. Lý Hạo Nhiên, người cũng muốn đi Tu La Giới? Ta đã chứng Hỗn Nguyên đại đạo, ở lại thế gian vô dụng, đành đi thôi. Quả nhiên hắn đã chứng đạo. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Bích Thanh đi sau lưng của Lý Hạo Nhiên kêu lên: Sư huynh, những cửu huyện kia người cũng quên sao? Lý Hạo Nhiên đứng trước bàn đá, cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi: Ta đã chứng Hỗn Nguyên đại đạo, làm sao còn cửu hận gì? Việc chưa xong, người tự quyết. Nói xong quay đầu nhìn Chí Thâm Thiền Sư, đà tạ tiếp dẫn. Chí Thâm Thiền Sư mỉm cười, trên đỉnh đầu linh quang tỏa ra, từ đỉnh đầu bao trùm trên thân. Linh quang đến đâu thì quần áo biến hóa, tăng bảo cũ nát biến thành đạo phục màu xám. Trong tay cầm một thứ gì đó giống như một nhánh cây, trên đầu trụi lồi có mấy vết sẹo, nhìn qua như là một hòa thượng, lại mặc quần áo đạo sĩ, cảm giác dở dở ương ương. Bất quá lại không có bất kỳ cảm giác nào không hài hòa cả. Lâm Tam Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái tên trong truyền thuyết mà kêu lên: Tiếp dẫn đạo nhân. Chí Thâm Thiền Sư cười nói: Trên đời không Phật, làm gì có tiếp dẫn. Lâm Tam Sinh lấy lại tinh thần, lần lượt nhìn mấy người trước mặt: Thanh Vân Tử, Nghiễm Tông Thiên Sư cùng Lý Hạo Nhiên, lẩm bẩm: Sư phụ, hai vị tiền bối, vậy Tu La Giới đến cùng là nơi nào? Vì sao các người đều muốn đi? Thanh Vân Tử trợn mắt: Ta vừa rồi không phải đã nói sao? Ta cũng không biết. Bởi vì không biết mới muốn đến xem mà. Nhưng mà xin cho ta nói thẳng, mấy vị thần thông quảng đại như các người, vì sao không ở nhân gian cùng mọi người ứng thiên kiếp? Tại sao phải đi? Thanh Vân Tử cười nói: Ai, theo như người nói, vậy tất cả những người đắc đạo đều phải ở lại nhân gian ứng thiên kiếp chi loạn à? Người biết thiên kiếp sở dĩ giáng lâm là do hút mắc của nhân quả. Nhân gian càng vận chuyển thì càng mạnh,
tu hành mà biết thiên mệnh thì sau khi chứng đạo hỗn nguyên, còn lưu thế gian sẽ càng đẩy manh hỗn loạn. Ta nói quá thâm ảo, tiểu tử ngươi không hiểu. Ta nói thẳng là bởi vì quá nhiều người như chúng ta ở nhân gian, cho nên mới dẫn đến thiên kiếp. Tựa như Lý Hạo Nhiên, muôn đời luân hồi, gieo vô số nhân quả không thể chặt đứt. Hắn ở lại nhân gian thì là mầm tai họa của thiên kiếp. Ai, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa ạ? Nhưng mà quá là thâm ảo, ta nghe không hiểu. Ai, không hiểu thì thôi. Lại nói chúng ta đi tù là giới, cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết, cũng phải nghĩ biện pháp chống cự thiên kiếp, chỉ là phương thức khác nhau. Chân chính trên chiến trường chém giết chỉ có thể là thiếu dương, là những người ứng kiếp như các ngươi, hiểu chưa? Lâm Tam Sinh cũng không phản bác được. Thanh Vân Tử quay sang nói với Chí Thâm Thiền Sư: Lão Hòa Thượng, ngươi bắt đầu đi. Chí Thâm Thiền Sư cầm nhánh cây khổng lồ vung lên mấy phát, không gian bị nhánh cây đảo qua phảng phất bị kéo xuống, lộ ra vô tận hư không. Ba vị mời. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm không nói gì mà đi thẳng vào bên trong. Sư phụ! Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm nghẹn ngào kêu lên nhưng không thể nào ngăn cản. Người đến, đi trước đi à! Thanh Vân Tử nói với Lý Hạo Nhiên: Cả đời phúc họa của ngươi hoàn toàn ứng ở trên người của Diệp Thiếu Dương, ngươi đi đi vậy. Lý Hạo Nhiên nói xong câu này với Bích Thanh cũng đi vào. Bích Thanh thần hồn lạc phách đứng lại nhìn hắn biến mất. Đến lửa ta rồi, ta đi xem ở bên kia chơi vui hay không. Ngươi nói về thằng danh con, nếu không thú vị ta sẽ về tìm nó. Gặp lại à. Thanh Vân Tử một chân bước vào hư không, trong miệng thầm thì: Ai, nơi này tối quá. Lão Hòa Thượng, ta nói có chỗ nào có đèn không? Lời còn chưa dứt đã biến mất vào trong hư không. Chí Thâm Thiền Sư là người cuối cùng, vừa định đi vào thì Bích Thanh phi thân vọt tới. Chí Thâm Thiền Sư cầm nhánh cây vung về phía nàng. Chỉ một thoáng, không khí trước mặt của Bích Thanh ngưng động, đưa nàng phong tỏa, không thể nhúc nhích. Sau đó Chí Thâm Thiền Sư một bên ngâm một câu thơ, một bên đi vào hư không, trước ánh mắt của mọi người, biến mất không thấy dấu vết. Đại giác kim tiên, Tây phương diệu pháp tổ bồ đề, không sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn bộ tinh thần trăm triệu, trống vắng tự nhiên tùy biến hóa, như bản tính cùng thiên thọ trang nghiêm, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Lời còn quanh quẩn ở bên tai mọi người, nhưng tất thảy đều biến mất. Kết giới biến mất, Bích Thanh ngã ngồi ở dưới đất. Cứ như vậy, họ đã đi mất. Lâm Tam Sinh nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, lắc đầu đi qua đỡ Lý Lâm Lâm còn đang khóc, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần phải đau khổ, bọn họ chỉ là đi một không gian khác, đâu phải là chết đâu. Thế nhưng sư phụ nói người vĩnh viễn không quay lại. Lý Lâm Lâm gục vào vai hắn mà nức nở. Chúng ta có thể chăm chỉ tu luyện, trảm tam thi thì sẽ qua tìm sư phụ. Lý Lâm Lâm giật mình lẩm bẩm: Đúng, sao ta không nghĩ tới. Không cần trảm tam thi vẫn có thể đến tu la giới, Bích Thành tử tốn nói. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nàng: Sao ngươi biết? Sư phụ ngươi trảm tam thi chưa? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sư phụ của mình vốn là một sợi thần niệm của Trương Quả, cho dù tu vi sâu nhưng cũng chưa có chứng đạo. Còn có cả ti chủ Ngư Huyền Cơ của Tuần Du Ti đã từng có khúc mắc với Diệp Thiếu Dương,
cũng chưa chứng đạo nhưng cũng đã đến tu la giới. Kể cả là Thanh Vân Tử chắc chắn là cũng chưa chứng đạo. Như vậy bọn họ làm sao có thể đến tu la giới và đến đó làm gì? Hết chương 2428. Hết tập 335. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.